Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thi Vũ Audio Channel. Hiện tại mình đang đứng ở ngoài một cái ban công của một căn penthouse nhà khách. Và khách có yêu cầu bên mình là tư vấn về âm thanh cho toàn bộ căn nhà của mình luôn. Thì căn nhà này sẽ bao gồm là 3 phòng. Có một phòng kết hợp là phòng khách và phòng ăn. Phòng thứ hai là phòng ngủ và một cái phòng ngủ nhỏ nữa bên trong. Thì bây giờ các bạn cùng theo mình để xem cái hệ thống mình bố trí cũng như là lắp đặt như thế nào nha các bạn. Hiện tại ở phòng khách thì mình đang bố trí đó chính là bộ dàn karaoke. Loa mình đang sử dụng là hệ thống loa của LD System. Cái dòng này là dòng Maui 5. Và ở đây mình bố trí là hai loa đó, để chơi stereo. Ngoài cái việc mà mình karaoke thì mình cũng có thể coi phim, nghe nhạc. Và cái hệ thống này, ngoài cái việc là khách dùng cho TV ở căn nhà này á, ở căn phòng thì khách còn có nhu cầu là có thể di dời bộ dàn này đi đâu, đi ra ngoài sân hay là một cái khu vực nào đó để giải trí khác á. Thì do đó bên mình cũng đã tư vấn và lắp đặt một cái tủ máy 2U. Bên trong á, là cái tủ máy này là sẽ gồm là Micro DMX U2008 cộng với van số là VX8 JBL đó. Thì cái combo này á, thì bên mình cũng đã lắp đặt rất là nhiều và cũng đã lên video rồi. Các bạn có thể tham khảo lại như ở trên nha. Hệ thống dây ở đây á, hiện tại là mình đang setup nên thành ra nó hơi hơi bụi nhụ xíu nha bạn. Rồi bây giờ mình mời các bạn vào phòng ngủ để xem cái bộ dàn bên trong là bộ dàn xem phim như thế nào và bộ dàn nghe nhạc bên trong nữa nha. Thì mình đang ở trong phòng ngủ của khách luôn nè. Bạn Thiên đang set up cái loa surround nha các bạn. Cái dòng loa này á, là có mã là Flex 2i. Nó có thể vừa làm loa surround cũng như là loa nghe nhạc. Thậm chí nếu các bạn muốn nâng cấp lên dùng làm loa portable, nó vẫn có gói nâng cấp lên gắn cục pin ở phía sau nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu phần phía trước ở đây á. Đó chính là cái sound bar cao cấp đến từ Blue Sound. Cái dòng này thì bên mình anh Vũ cũng đã review qua rồi. Thì nó có khả năng ghép với hai loa phía sau cũng như là con sub để là tạo nên một cái bộ dàn 5.1 xem phim. Và cái chất âm của bộ dàn này Blue Sound đó chính là chất âm hi-fi. Và cái củ loa các bạn cũng có thể thấy cái củ kích thước của loa nó rất là lớn. Là chất âm tiếng nó rất là dày nha các bạn. Ở dưới này á thì mình cũng bố trí cái sub treo lên cho nó gọn gàng. Đó các bạn thấy nó nằm trong góc rất là gọn. Nhưng mà nó cũng không gây ảnh hưởng nha các bạn. Với cái bố trí ở bên này nè, là làm sóng nó sẽ tán âm rất là tốt. Và ngoài ra nhu cầu của khách là coi phim nhưng mà cái chất lượng rất là cao, chất lượng phải là tối đa. Nên bên mình có tư vấn cho khách sử dụng cái dòng Dual Max Vision. Đó thì các bạn có thể thấy ở đây, mình cũng trang bị ổ cứng cho khách. Để khách xem phim chất lượng cao cũng như là nghe nhạc từ những cái file này. Ở đây các bạn thấy đang là file WAV nè, là file định dạng CD đó. Và các TV của khách á, nếu mà các bạn để ý, đều là TV tranh nha các bạn. Cái loại TV này á, khi chúng ta tắt đi á, thì nó sẽ hiển thị là một cái như một bức tranh luôn. Đây để mình tắt đi cho các bạn xem thử nha. Đó các bạn thấy rất là nghệ thuật nha. Cái này mà bố trí vô cái căn phòng sang trọng nhìn nó rất là đẳng cấp. Rồi về cái loa surround như hồi nãy mình có nói á, thì các loa này á, phù hợp với chúng ta. Nếu mình
nhà chúng ta đã làm xong hết rồi và cũng không muốn đi dây do là surround, thì cái combo này nó sẽ giải quyết vấn đề đó. Ở phía sau mỗi loa mình chỉ cần cắm dây nguồn thôi, chỉ cần một ổ cắm điện là chúng ta đã có thể sử dụng. Và cái đó cái không gian này các bạn có thể thấy là rất chuẩn luôn. Khi mà chúng ta ngồi xem phim 5.1 loa đặt hai bên này. Đó, đối xứng thì cái góc phủ của loa đánh ra từ phía sau nè, surround. Ở phía trước thì là loa sao vàng. Cái hệ thống âm thanh cả hai phòng bên khách cũng đều là chốt với bên mình là đều là online nha các bạn. Và bên mình tư vấn cũng là chốt ngay trong ngày luôn. Đó, thì hiện tại bạn Thiên đang set up cái bộ xem phim Blue Sound. Và cái phần mà sau đó bạn Thiên sẽ tune hệ thống. Bởi vì cái hệ thống xem phim á, nếu mà các bạn tune đúng thì cái độ quan trọng của việc tune nó cũng tương tự như là các bộ dàn karaoke vậy đó các bạn. Khi bạn tune xong nó phù hợp với căn phòng á, thì cái hiệu ứng cũng như là chất lượng âm thanh á, nó sẽ rất là tốt đó. Và ở ngoài thì anh Duy ảnh cũng đang tune karaoke, thì bây giờ mình ra mình giám sát coi ảnh tune như thế nào nha. Một, hai, bốn, năm, sáu. Rồi, một chút nữa thì sau khi mà anh Duy và Thiên tune xong á, thì mình mời các bạn cùng xem thử một bộ phim, cũng như là anh Duy sẽ ca thử một bản để các bạn nghe thử chất âm của cả hai bộ dàn nha. Vừa rồi thì các bạn cũng đã nghe được chất âm của cả hai bộ dàn. Thì các bạn cảm thấy như thế nào hãy để lại bình luận bên phía bên dưới nhé. Và ngoài ra nếu các bạn muốn trải nghiệm thêm thì bên showroom của mình cũng có còn rất nhiều những cái mẫu bộ dàn karaoke nè, cũng như là xem phim hay là những cái loa sao ba cao cấp tương tự. Các bạn có thể đến showroom ở 779 Trần Hưng Đạo nha. Và bây giờ team mình cũng đã lắp đặt xong hết, thì bây giờ sẽ tiến hành đi về thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và đừng quên nhớ nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh của Thiên Vũ nha.